Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hôm nay là ngày thứ bảy, Dynoman tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Nếu các bạn là một người yêu thích các loài khủng long cổ dài thì chắc chắn các bạn sẽ không hài lòng với Dynoman ở chỗ. Dường như Mê Khủng Long TV quá ít đề cập đến các loài khủng long cổ dài, nhất là những loài có kích thước khủng nhất. Nếu tính sơ sơ thì cho đến nay Mê Khủng Long TV chỉ mới đề cập đến 3 chi khủng long cổ dài gồm Pteryosaurus, Europasaurus và Nigerosaurus. Chính vì thế, ngày hôm nay hãy để Dynoman tôi bù đắp cho các bạn và giới thiệu đến mọi người một trong những chi khủng long cổ dài nổi bật nhất của thế kỷ 21, Rhinoceros, một chi sauropod từng sống tại Argentina cách đây 76-70 triệu năm trước. Cần biết rằng Rhinoceros chỉ mới được định danh từ hóa thạch vào năm 2014. Tuy nhiên, chỉ 8 năm sau thì Rhinoceros đã ngay lập tức xuất hiện một cách nổi bật trên truyền thông khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh bom tấn về khủng long Jurassic World Dominion, cũng như loạt phim tài liệu đinh đám của Apple TV Plus, Hành tinh thời tiền sử. Vâng, chỉ có 8 năm thôi nhưng giống loài non trẻ về tuổi đời trong khoa học này lại có được vinh dự mà rất nhiều giống loài khủng long được mô tả và xác định trước đó không thể có. Tại sao Rhinoceros lại được ưu ái đến vậy? Và còn điều gì về con khủng long này mà chúng ta chưa biết và cần biết nữa hay không? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu các bạn nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào thập niên 2000, tại vùng đất Patagonia, một khu vực địa lý rộng lớn bao trùm gần như toàn bộ phần phía nam của đại lục Nam Mỹ, các nhà cổ sinh vật học vẫn đang miệt mài đào bới để tìm kiếm những giống loài khủng long mới. Patagonia được ví như mỏ vàng của ngành cổ sinh, bởi tại đây người ta đã phát hiện ra rất nhiều hóa thạch khủng long, bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 cho đến tận ngày nay. Trong số đó có những mẫu vật được bảo quản cực kỳ tốt và cũng có những mẫu vật thuộc về những chi khủng long nổi bật như Carnotaurus, Argentinosaurus hay Giganotosaurus. Trong số những nhà cổ sinh vật học làm việc tại Patagonia khi đó, có nhà cổ sinh vật học người Mỹ Kenneth Lacovara. Vào năm 2005 thì tại hệ tầng Cerro Fortaleza thuộc tỉnh Santa Cruz thì Kenneth đã đào được hóa thạch của hai cá thể thuộc một loài khủng long có kích thước cực kỳ lớn và không chỉ lớn, một trong hai bộ xương mà Kenneth khai quật được còn có độ nguyên vẹn rất cao. Kích thước lớn của hai bộ xương cộng với tính chất xa xôi hẻo lánh của địa điểm khai quật khiến cho đội ngũ của Kenneth phải dành đến 4 mùa hè tiếp theo mới có thể khai quật hoàn toàn bộ xương này. Họ cũng tốn rất nhiều công sức để hoàn thành việc bọc thạch cao và đưa ngân hóa thạch lên xe tải. Số hóa thạch này được vận chuyển đến cảng biển rồi đưa lên tàu vận tải hạng nặng để đến Philadelphia, Mỹ, nơi nó được tiếp nhận bởi đội ngũ nghiên cứu của Đại học Drexel và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie. Việc mô tả và nghiên cứu hóa thạch của con khủng long này được hoàn thành vào năm 2014 bởi nhóm các nhà cổ sinh vật học do Kenneth Lacovara đứng tên chính, trong đó xác định đây là một loài khủng long cổ dài khổng lồ mà thế giới chưa từng biết đến. Khi cả nhóm họp lại để đặt danh pháp cho loài khủng long mới thì Kenneth nói rằng: "Tôi nghĩ đã đến lúc những con khủng long ăn thực vật được tôn vinh xứng đáng vì đã trở thành những sinh vật mạnh mẽ nhất trong hệ sinh thái." Để làm điều đó thì Kenneth Lacovara đã mượn tên của một loại tàu chiến nổi tiếng của thế kỷ 20, đó là tàu chiến Rednaught để đặt tên cho loài khủng long này, và do đó chúng ta có danh pháp chi là Rednaughtus. Rednaught là những con tàu chiến đáng sợ, sở hữu kích thước khổng lồ, trang bị những khẩu pháo khổng lồ và sự xuất hiện của chúng đã làm thay đổi cục diện của các cuộc chiến trên biển đầu thế kỷ 20. Rednaughtus còn có nghĩa là không sợ gì, ám chỉ kích thước khổng lồ khiến cho những con khủng long trưởng thành trở nên những sinh vật bất khả thi trong tự nhiên khi không con khủng long ăn thịt nào có thể đánh bại được chúng. Ngoài ra thì đó cũng là cách mà họ vinh danh hai con tàu chiến Rednaught của Argentina được phục vụ đất nước trong nửa đầu thế kỷ 20. Cũng vì thế mà tôi còn gọi vui Rednaughtus là chiến hạm không thể chìm, bởi chiến hạm ở trên mặt đất thì làm sao mà chìm được. Ngoài ra thì họ cũng dùng tên loài để vinh danh doanh nhân người Mỹ là Adam Strand, người đã tài trợ cho cuộc khai quật, và do đó, chúng ta có danh pháp hai phần đầy đủ là Rednaughtus Rani. Mẫu định danh của Rednaughtus, ký số MPMPV1156, là một bộ xương có độ hoàn chỉnh cao với phần thiếu hụt lớn nhất thuộc về cổ của con vật. Ngoài ra thì một số phần còn thiếu được bổ sung bởi một mẫu vật còn lại có ký số là MPMPV3546. Nhìn chung thì khi kết hợp hai mẫu vật này, chúng ta đã gần có được một bộ xương Rednaughtus hoàn chỉnh, chỉ thiếu nhiều nhất là các đốt sống cổ, nhưng điều này có thể được khắc phục bằng việc tham khảo từ những loài khủng long khác có quan hệ gần gũi. Nếu chỉ tính số lượng xương có trong cơ thể thì độ hoàn chỉnh của các mẫu vật Rednaughtus có thể lên đến hơn 70%, tức Rednaughtus là một trong những con sauropod khổng lồ nguyên vẹn nhất từ trước đến giờ. Để so sánh thì độ hoàn chỉnh của Argentinosaurus, chi khủng long được cho là lớn nhất từng được ghi nhận, chỉ có 9,2%.
Một mẫu vật nguyên vẹn hiếm có như thế này có thể đóng vai trò là một cuốn sách tham khảo cho những nghiên cứu về các loài có quan hệ họ hàng, nên cũng dễ hiểu vì sao giới cổ sinh và những người yêu thích khủng long lại quan tâm đến Dreadnoughts và làm nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi về kích thước của con khủng long. Các nhà nghiên cứu mô tả Dreadnoughts sử dụng công thức Equation 1 của Campion và Evans vào năm 2012, trong đó ước tính khối lượng của một động vật đi bằng 4 chân dựa trên xương cánh tay và xương đùi. Dựa vào công thức này thì họ kết luận mẫu định danh của Dreadnoughts có khối lượng 59,3 tấn, tức bằng 8 lần rưỡi một con voi được châu Phi và thậm chí còn nặng hơn cả máy bay Boeing 737-900 vài tấn. Tuy nhiên, ước tính này nhanh chóng nhận phải nhiều phản bác. Nhà nghiên cứu chuyên về khủng long cổ dài Matt Guido dựa trên các số liệu đã được công bố thì đưa ra ước tính về khối lượng của Dreadnoughts là từ 30 đến 40 tấn. Một nhà nghiên cứu khác là Gregory S. Pohn thậm chí còn đưa ra ước tính thấp hơn là 26 tấn. Đến năm 2015 thì một nhóm nghiên cứu khác do nhà cổ sinh học Carl Weiss đứng đầu cho rằng các phương pháp ước tính trước sử dụng các công thức quá đơn giản và thay vào đó họ sử dụng mô hình kỹ thuật số, trong đó tính đến các yếu tố như mô mềm hoặc các khoảng trống trong cơ thể con khủng long để dành cho hệ hô hấp, đồng thời so sánh với nhiều loài khác tương tự để cho ra kết quả ước tính là từ 22,1 cho đến 38,2 tấn cho mẫu định danh. Lacovara không đồng ý với con số này và cho rằng nhóm của Clark Base đã phớt lờ những phương pháp ước tính khối lượng đã được chứng minh về độ chính xác trên các sinh vật còn tồn tại, và nếu Dreadnoughts thực sự nhẹ như vậy thì xương chi sau to lớn của nó sẽ không còn cần thiết. Từ đó đến nay thì đã có thêm một số ước tính khác được đưa ra với độ chênh lệch khác nhau và mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, nhưng tranh luận thì luôn tốt cho khoa học mà. Dù là cân nặng bao nhiêu đi nữa thì về cơ bản, Dreadnoughts vẫn là một con sauropod khổng lồ với chiều dài lên đến 26 mét. Tuy nhiên, phần cổ và đầu đã chiếm gần nửa chiều dài cơ thể, tức 12,2 m, trong đó riêng cổ đã là 11,3 m. Phần đuôi của Dreadnoughts cũng khá dài, khoảng 8,7 m. Không chỉ vậy, các phân tích mô học cho thấy cá thể mẫu định danh của Dreadnoughts chưa hoàn toàn trưởng thành khi nó qua đời. Điều đó có nghĩa là nó vẫn có thể đạt kích thước lớn hơn trong vài năm nữa. Mức độ bảo quản tuyệt vời của hai mẫu vật Dreadnoughts cũng khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi về tình huống mà chúng đã trở thành hóa thạch. Dựa trên các lớp trầm tích tại khu vực hải quật thì nhóm nghiên cứu của Lacovara cho rằng hai con khủng long đã bị chôn vùi một cách nhanh chóng trong một sự kiện sạt lở hoặc một dòng chảy di chuyển bất ngờ. Tuy nhiên, do không được chôn vùi hoàn toàn nên những phần lộ ra có thể đã bị những con khủng long ăn xác thối xử lý, nên người ta cũng tìm thấy nhiều răng khủng long theropod tại khu vực này, nhiều khả năng là của Ocoraptor, một chi Megaraptor sống cùng khu vực và cùng thời với Dreadnoughts. Ngoài Ocoraptor thì được tìm thấy cùng hệ tầng và có thể đã từng sống cạnh Dreadnoughts, còn có một loài khủng long hộ pháp khổng lồ khác là Puertasaurus, một loài theropod cỡ trung còn được hiểu biết rất ít là Ostrocyrus và khủng long chân chim Talencoin. Bên cạnh đó thì còn có hóa thạch của rùa và cá sấu cũng được tìm thấy trong những lớp đá của hệ tầng này. Về mặt phân loại thì Dreadnoughts ban đầu được Lacovara cùng các cộng sự xếp vào nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria, một nhóm khủng long sở hữu nhiều cái tên khổng lồ nhất trong số các loài sauropod từng tồn tại, nghĩa là Dreadnoughts có quan hệ họ hàng khá gần với Argentinosaurus. Tuy được đánh giá là có mức độ tiến hóa cao hơn các loài Titanosauria gốc như Argentinosaurus hay Vutalongosaurus, nhưng Lacovara không xếp Dreadnoughts vào nhóm Lithostrogia, một nhóm Titanosauria tiến hóa hơn sau này. Mặc dù vậy thì đến năm 2016, Lacovara lại nhận thấy Dreadnoughts sở hữu nhiều đặc điểm của các khủng long thuộc nhóm Lithostrogia, chẳng hạn như Aeolosaurus và Gondwanatitan. Do đó, nó hoàn toàn có thể nằm trong nhóm Lithostrogia. Và trong tương lai, theo Lacovara đề nghị, thì các nhà nghiên cứu nên khảo sát thêm mối quan hệ giữa Dreadnoughts, Aeolosaurus và Gondwanatitan để làm rõ thêm điều này. Ngoài ra, có lẽ còn một chi tiết mà có nhiều bạn rất muốn hỏi, đó là những cái túi tròn có thể phồng lên xẹp xuống ở cổ của Dreadnoughts trong loạt phim tài liệu hành tinh thời tiền sử có thật hay không. Tuy rất ấn tượng, rất đẹp, nhưng rất tiếc phải nói rằng những chi tiết này mang tính suy đoán hơn là sự thật. Những cấu trúc này nếu có thuộc về mô mềm và mô mềm rất khó được bảo quản qua quá trình hóa thạch. Nhưng chúng ta đã biết về sự hiện diện của các túi khí ở trong xương của khủng long nhằm giảm nhẹ khối lượng xương và tăng cường khả năng hô hấp, và việc chúng hiện diện ở những khu vực khác trên cơ thể phục vụ cho những mục đích như trang trí, tạo âm thanh hay đe dọa đối thủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng, dù là một loài khủng long còn rất mới mẻ với khoa học, nhưng điều tuyệt vời là hóa thạch có độ nguyên vẹn cao của Dreadnoughts đã khiến chúng ta hiểu được nhiều khía cạnh của con khủng long này, cũng như đóng góp về hiểu biết chung về các loài khủng long cổ dài, nhất là nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria. Rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của Dreadnoughts nhiều hơn nữa, và điều đó rất đáng để mong đợi. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Nếu thấy video hay và bổ ích thì đừng quên nhấn đăng ký cũng như theo dõi để cập nhật video mới các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.